quý vị của chúng ta nữa. Và kèm theo đó là những phần quà hết sức hấp dẫn và mang đến những giá trị tuyệt vời vào trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này đây, và cái nhà hàng Zuniware sẽ lên những món ăn thật ngon và cùng với cùng dù và cho những bàn tiệc của những người khách quý chúng tôi. Và chúng ta sẽ quay lại cùng quý vị với những tiết mục sau khoảng 20 phút nữa. Xin cảm ơn và kính chúc ngon miệng.